Hello, xin chào các bạn, chúng ta lại trở lại với nhau cùng Missy Vlog. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở cảng quốc tế Nội Bài. Bây giờ mình với cả thằng này đang chuẩn bị vào làm thủ tục. Hiện tại mình với cả thằng này đã đi muộn 15 phút rồi. Và bây giờ cả team đang đợi ở bên trong. Thì bây giờ bọn mình hút nốt điếu thuốc sẽ mò vào trong các bạn nhé. Lúc đặt của mình làm mình trang sức sau này có được 7 hôm 3 giờ lớn lịch sự lớn lịch sự nói thế. Anh quay cái đầu kia, anh cứ quay đằng trước đi, cái mẹ anh quay cái đéo đi. Anh quay kia đi. Đây. Thôi các bạn, hiện tại thì mình làm thủ tục xong rồi. Mình lưu ý là pin sạc dự phòng nhé. Nhưng mà team mình thì chưa xong, thì phải đợi lâu vãi lìn ra. Hôm nay sân bay khá là đông, rất may có bạn Duy làm ở sân bay, bạn đã giúp mình. Cảm ơn Duy nha. Camera xung quanh em có rồi. Được rồi. Để mà đấng chip vừa cho 1.000 đô mỗi thằng, 1.000 mỗi thằng các bạn ạ. Đấng chip thì mẹ đang mùa vừa xong mùa World Cup nên là phất lắm, kiếm lắm, cả kiếm lắm. Bốc vỏ. Khi mà thi đấu em anh em thoải mái. Câu chuyện sẽ được diễn ra trên mình vừa mua được cái gối kẹp đầu giá 230.000 các bạn ạ, đắt vãi cả lìn. Cái này mà ra chợ đêm mua chắc là 75.000 một cái. Nay mình đi mua sim các bạn ạ, tay mình thối là bốc ở đúng số mẹ năm sinh của vợ mình 1992 này, xịn vãi. Điếu thuốc các bạn ạ. Nhớ nhà à? Sao trông mặt ông buồn đấy? Sao ông lại buồn ngủ? Xin chào các bạn, tên mình là... Tên mình là Anthony Công Hiếu. Gì nữa ta? Gì thông tin thì muốn gửi cho ta? Đó đây. Hai Singapore hay hai xịn mấy luôn các bạn ạ. Và có gối này, có cho mọi người một cái tai nghe này, trước có màn hình này. Và bây giờ bọn mình sẽ bay 5 tiếng để đến Singapore. 3 tiếng à? Okay, 3 tiếng đến Singapore. Sau khi đến Singapore thì bọn mình sẽ đợi đến 12 giờ đêm nay mới tiếp tục bay đi Amsterdam. Khá là xa. Xong rồi từ Amsterdam mình mới bắt đầu đi xe qua Đức. Hành trình dài vãi lìn. Six and a half hours later. Welcome to Singapore. Sân bay Singapore đẹp vãi lìn các bạn ạ. Nó như kiểu là trung tâm thương mại nhưng mà nó rộng vãi cả đái. Cái đéo gì cũng có đi mẹ, từ đồ hàng hiệu đến cả đây có cái áo khổng lồ này. Mutino khổng lồ, trông to vãi cả đái. Chào cái đéo lên.
Đó là cái sân bay ở Singapore nó to vãi lìn các bạn ạ. Nó to vãi cứt luôn đấy. Biết phải mình nhìn ha. Em nó mẹ mình mông bát ngát vậy này. Chỗ đông chút lá thôi. Yeah, smoking area. Dạ, ông ngồi đợi tôi tí nhá. The smoking đó. Đâu? Smoking area. Rồi, ok. Ok. Mình cháu hiểu là sao bao giờ mẹ đến khi nào Việt Nam mình mới biết vậy. Không, cái này phải ý thức phải cao, cái này ý thức phải rất là cao. Bởi vì ông phải nhìn cái thảm thì ông nhìn đi rõ ràng luôn. Má, đến những thằng vô sạc để những thằng vô ý thức như thằng xe me, sang sinh nó cũng phải ý thức đi. Các bạn thấy không? Cộng đồng sẽ làm thay đổi con người. Kiểu như vậy. Tao có bằng đại học đó mày. Wow. Mình đang ở sân bay Singapore các bạn ạ. Điệt mà. Nó sướng phải rồi. Trên tay mình bây giờ đang là mảnh giấy chùi đít ở Singapore đó ạ. Các bạn thấy đấy là nó có các hàng li ti. Các bạn xếp rất thẳng hàng để massage lỗ đít rất là sướng, chùi vào cảm giác rất là êm, rất là phê lỗ đít các bạn. Thì phải đúng là đất nước phát triển đéo gì mà dùng nó hiện đại thì phải nó khác người. Bốc bắt họ đây. Cái này bây giờ dễ quay vlog nhỉ, đúng chuẩn như là chuẩn bài luôn. Vừa túi mang đi. Mày nên mua một cái, nếu như mày muốn cái vlog của mày chất lượng hơn, mày nên mua một cái mic bluetooth nữa. Mày cài vào cổ ấy thì chất lượng âm thanh nó sẽ hay và nó đều hơn. Ừ, nhưng mà vấn đề đây là cái duy nhất, đây là cái duy nhất cái điểm yếu của cái này. Là gì? Không có cái cắm. Không có cái cắm. Cái duy nhất, cái điểm duy nhất yếu của cái máy này là không có được. Thế nên là mày mua một cái mic ngoài mày gắn vào cổ ấy, xong về mày chuyển đồng bộ âm thanh một cái là xong. Thế đó mà nhảy được. Ừ. Còn nếu mà nhưng mà mày có biết làm không mới là vấn đề. Cái đấy phải giỏi công nghệ mới làm được. Để mày biết đâu em MPP Creator mà. Mày biết gì đâu. Mày đi lôi mà... thằng kế toán Úc và nói chuyện công nghệ đó, đéo. Tôi không muốn lên máy bay ngủ. Chết rồi. Thế thì ông định ngồi đây làm gì? Ngồi xem phim. Ngày mai việc đầu tiên đến sân bay Amsterdam là mình sẽ phải đi ỉa. Xong mình sẽ có một clip review so sánh cho các bạn giữa hố xí của Singapore và hố xí của Hà Lan nó khác nhau như thế nào. Hôm nay mình đi ỉa ở sân bay Singapore thì thấy cái giấy vệ sinh nó có những hạt li ti như kiểu massage thì rất là thích, chùi rất là mê. Tự động anh ạ, mình đi ra cả từ đấy. Cứt, tự cứt. Cái nước ấy cơ. Cái nước xịt đít. Em thì không biết. Không biết này. Thằng này biết mà đéo vào bấm cho tao mẹ. Ông ỉa xong lại bắt người ta. Biết vào bấm hộ cái. Bấm chút nào anh. Em đang hơi đau bụng. Thằng Phát Ghi vừa vào bấm nút cái mẹ phun lên mặt này để đớp lấy đớp để chế lên mặt đó đi thôi đớp lấy đớp để không kiểu đang cắt nước. Bây giờ bọn mình sẽ bay 13 tiếng đến Amsterdam. Mình chip xe me ngồi vườn hàng mẹ con lợn này kiểu lôn nó cũng ngáy các bạn ạ. Kiểu nhiều tối ngủ kiểu đéo gì thì phải bay 13 tiếng rồi đéo được ngủ. Đấy mệt rồi đấy. Đây là đầu tiên mình thấy cái tay cầm xịn nhỉ đấy. Wow. Chất quá. Như kiểu là một cái PSP ấy. Bay đường dài khác. Ui, cảm ứng luôn ông ạ. Đi phải bay đường dài khác. Bây giờ đang là 11 giờ tối. Và bọn mình bay 13 tiếng thì dự kiến nó sẽ rơi vào khoảng trưa ngày hôm sau, 12 giờ trưa ngày hôm sau. Bây giờ trời đang rất là tối các bạn ạ. Có lẽ là mai mình sẽ quay cho các bạn lúc trời sáng thì hy vọng là thấy mặt trời lên.
economy thôi mà có cả menu nữa bạn ạ. Lần đầu tiên mình bay vậy. Đầu tiên mình bay mà bay xịn thế. Cái này gọi free hay là phải trả tiền đấy? Free hết à? Tất cả free hết. Xịn vậy. Đi về nhà quê lần đầu đi máy bay ra nước ngoài. Các anh lên sân bay Amsterdam rồi mà bây giờ việc đầu tiên phải đi đái các bạn ơi, buồn đái quá lâu. Buồn đái đẹp chứ. Đi vậy sao cái bồn tắm cao à, có bồn đái cao vậy. Bồn đái có bên kia thấp hơn sao ấy. Cao vậy? Cao. Ông cảm giác nào khi mà sang bên này đi đái về kiễng? Không phải kiễng, tôi cố chọc vào bắn cung này. Đi cứt đi bại thôi đấy, ông kiễng con mẹ lên còn đéo đến. Mẹ bị phân nhiều vậy. Eo, đây là sân bay Hà Lan các bạn ạ. Thực sự không khí nó rất là tuyệt vời. Đây, đây là ngoài sảnh chờ bọn mình đang đợi xe để về Berlin. Bao lâu rồi mày không về nhỉ? À, anh về châu Âu. Về châu Âu năm về về không khí thích nhỉ? Thích mà không thấy bên châu Âu luôn mát mẻ mà nói là đến mức độ nắng như nào nó không nóng ở Việt Nam. Nắng Việt Nam giờ nó 1 độ 8 ở đây nó thoải mái. Đi nắng chẳng sao chắc cháy ra được. Mất cứ ra nóng đến luôn. Bây giờ mình rời sang Đức mất thêm 7 tiếng nữa để đi xe không? Nó mỏi vãi lồn đấy. Cảm giác ngồi... Cảm giác ngồi máy bay mẹ 13 tiếng nó thật là vãi lồn. Đối với mình đây là ngày thứ 3 mà mình bắt đầu bay và di chuyển đó. 3 ngày liên tục. Mà biết đâu mà bọn mình chưa đánh răng mồm mà mình thối với luôn. Bọn mình đang mồm thối nói chuyện với nhau. Các bạn hãy để ý nói chuyện với nhau. Còn mình nhìn thẳng cái camera chứ không có nhìn ngang. Mình nói mình cứ phải giữ hơi nên là tiếng không được to lắm. Mình sợ mồm thối. Bên này Mercedes đen nhiều vậy đâu. Mẹc nhiều vậy đấy. Và con mẹc là mẹc các bạn ạ. Tôi sản xuất của mẹc mà. Đây, đi cắt xe to xe nhỏ mẹc hết. Xe tải cũng mẹc luôn. Ở Việt Nam mình xe mẹc là xe sang, nhưng ở đây chắc xe mẹc bình thường à. Xe mẹc bình thường. Xe nước đó. Đây công nhận không khí thích thật. Nó dễ thở đúng không? Hít vô một cái là cảm giác cái là mình cái nó sạch đúng không? Không khí sạch. Nãy giờ ngồi mẹ công nhận không khí toàn mùi khói thuốc. Trời có con chim này. Xe ô tô đến rồi các bạn ạ. À. Bây giờ bọn mình sẽ từ sân bay Amsterdam đi Đức rồi. Dự kiến là đi ô tô mất 7 tiếng và đi khoảng 4 tiếng thì mình sẽ có một trạm nghỉ để ăn cơm. Con lợn đâu rồi? Nắng ở bên này thích vậy. Nắng bên này nó nhìn thì nó gắt nhưng mà chiếu vào người rất là ấm. Nó không bị gọi là bọc như kiểu ở bên Việt Nam mình nhá. Không có bám người. Nhưng mà nắng đây rất là phê.
7 tiếng đi xe các bạn ạ. 7 tiếng đi xe, 4 giờ đi 4 tiếng liên tục. 4 tiếng liên tục. Vậy bây giờ ai mắc ỉa cho 4 tiếng sau. Cười hoài luôn đấy. Không, tao nhịn được. Nhưng mà nhịn được. Chắc rồi, sáng ăn cái quả trứng hơi non non đấy. 4 tiếng với được gì. 4 tiếng mới gãy xong rồi đi. Nghĩa bắt cái đàn là mở xe. Đi một kia hơi xa, hơi lâu. Mày có mà anh tài xế rồi. Mình muốn theo theo trên rong rành. Guys, can you put your seat belt? Okay. Ah, give me a second, give me a second. Where you from, girls? We're from Vietnam, actually. Oh, you flew, but you flew from... Can you say, xin chào Việt Nam? Sure. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Okay, thank you. Chuyện phấn khúc. Mắc kia thằng mắc kia đang bò củi. Đây nó bổ phát nữa rồi. Đẹp. Trời ơi, sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đến các bạn ạ. Khách sạn Hilton ở Đức. Hilton Berlin. À, có lẽ là tập đầu tiên hành trình của Refund Gaming đến Đức sẽ dừng lại đây các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau nha.